À, cái câu chuyện mà người bệnh bị ung thư rồi thì chế độ ăn uống như thế nào luôn là một câu hỏi muôn thuở, và các bác sĩ trên lâm sàng của chúng tôi là cũng thường tư vấn và trả lời cho người bệnh. Thì qua cái chương trình này các bạn đã biết đó, rõ ràng là cái chuyện ăn uống là cái chuyện sinh hoạt hàng ngày chúng ta, nó sẽ liên quan đến chế độ chất dinh dưỡng cho người bệnh, và đồng thời nó lại liên quan đến nguyên nhân của ung thư. Thì ăn uống hiện nay thì ở chế độ của một người bệnh nhân ung thư thì chúng tôi không có một lời khuyên gì đặc biệt, nhưng rõ ràng là chúng ta đều phải ăn uống là gì? Thứ nhất là ăn sạch, uống sôi, thức ăn chín, nhiều dinh dưỡng và cân đối. Trong cái đó chúng ta không có một cái chế độ gì chúng ta phải kiêng những cái thức ăn mà trong sách hoặc là không chính thống hoặc là các dân gian nói. Và rõ ràng là để ăn uống để đảm bảo với dinh dưỡng, và đồng thời đối với những thức ăn mà quen thuộc không gây rối loạn tiêu hóa thì đấy là những thức ăn mà nó phù hợp cho chúng ta, đảm bảo được dinh dưỡng, và nó không có cái thức ăn nào mà chúng ta buộc phải kiêng tuyệt đối. Giống như dân gian nói là chúng ta không được ăn đường, không được lên cân, không được béo. Thì rõ ràng đối với một người bệnh chúng ta đầy đủ dinh dưỡng để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân cũng như là để trong quá trình điều trị thì người bệnh tốt hơn. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học nghiên cứu đều cho thấy ở các nước châu Âu hoặc là ở Mỹ thì chúng tôi trong giới chuyên môn tham khảo thì rõ ràng không khuyến cáo người bệnh bồi dưỡng quá mức để tăng cân so với cân nặng của bản thân trước đây. Bởi vì người ta thấy ví dụ trước đây một người bệnh khi không có bệnh nặng 60 kg thì bây giờ khi do điều trị và do cái quá trình can thiệp thì người bệnh giảm cân, và khi bồi dưỡng trở lại thì không nên vượt quá nhiều so với 60 kg, bởi vì người ta thấy những cái người này thì cái nguy cơ bị ung thư thứ hai hoặc là ung thư bệnh đại trực tràng nó sẽ tái phát cao hơn so với những cái người mà giữ ở mức cân nặng. Điều thứ ba là rõ ràng chúng ta cần phải ăn uống phòng một số các cái gây ung thư, ví dụ như là gây cái thức ăn gây ấm mốc, rồi là gây rối loạn tiêu hóa, thức ăn ôi thiêu, thức ăn đã được bị nướng cháy. Đấy là những thức ăn mà gây bản thân gây bệnh ung thư sau này, vì nó cũng là một cái nguyên nhân gây ung thư. Còn những cái bài thuốc mà chúng ta đều nói là nhịn đói, rồi là để chúng ta đói thì tế bào ung thư không phát triển, thì đấy là những cái bài chúng ta dân gian. Và được biết thì quan điểm về thức ăn dinh dưỡng cho những người bệnh mắc ung thư thì cái quan điểm này nó không sự đồng thuận giữa người châu Á và người châu Âu. Tôi được biết ở châu Âu hoặc là những người họ đã có bằng nghiên cứu thì họ thấy rằng là không phải là như vậy. Còn ở châu Á thì chúng ta thường thường chúng ta truyền đạt với nhau bằng con dân gian hoặc chúng ta truyền miệng với nhau, và điều đó cũng không có bằng chứng khoa học nào để chúng ta thực hiện theo cả. Thì qua cái chương trình này thì cũng hết sức là khuyến cáo đối với những bà con hoặc những thân nhân gia đình mà có người mắc bệnh ung thư, chúng ta không nên kiêng một cách kỹ quá mức mà nó không phù hợp với khoa học.